Em báo lại cho chị Dương bảo bên bên kia chuyển lại cái đấy. Vì thực ra có nhiều khách hàng còn có chị hiểu đấy về chị có to không? Cô ơi, nhà cô ở đâu? Cô Hòa ơi. Cô Hòa ơi, nhà cô ở đâu ạ? Nhà cô nhà bao nhiêu? Nhà cô Hòa ở đâu cô Hòa? Nhà cô ở Cẩm Trung à? Thế hôm... Ở Cẩm Thủy à? Thế từ hôm đấy là cô đi siêu là phát hiện ra có tuyến giáp là cô đã đi siêu lại chỗ khác hoặc là đi bác sĩ bảo cô là đi chọc sinh thiết đúng không? Để kiểm tra cho nó là u lành hay quát đúng không? Nhưng mà cô chưa đi. Thế cháu bảo cô Tình dẫn cô đi nhá, xuống kia cô chuyên tuyến giáp ở dưới kia kìa. Cô ấy làm chuẩn lắm, vừa rồi khách hàng của cháu xuống đấy nhiều. Không thì cô đi vào bệnh viện. Vâng, thế thì cô đi kiểm tra đi. Có, em gửi chứng từ nhé. Cô có hợp đồng chưa hả cô Tình? À, vâng. Chưa có. Cô... Chị có hợp đồng bên nào chưa? Bây giờ mà cô, nếu như cô muốn mua bảo hiểm mà cô đi vào bệnh viện ấy, là nó đi hồ sơ y tế là cô muốn tham gia là cô không tham gia được đâu. Ví dụ bây giờ chị mà tham gia cho con trai xong rồi chị thêm cái thẻ của chị vào, nhưng mà nếu mà chị khám ở trong bệnh viện mà nó có hồ sơ thì mình sẽ không làm được bảo hiểm đâu cô ạ. Nên là cháu mới bảo là tốt nhất là cháu kiểm tra thì cô ra ngoài, tốt nhất là chị làm hợp đồng cho con chị thêm cái thẻ vào xong rồi kiểm tra thì tốt hơn. Cô đang muốn hợp đồng cho con. Vâng, thế thì cô mua thêm cái thẻ sức khỏe cho cô đi. Vâng, chứ cô mà vào bệnh viện là sau này